mình. Con chưa hết lớp 6 thì nghỉ do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Con muốn hỏi là nếu được xuất gia thì con có được đi học bổ túc văn hóa tiếp không? Con rất ham học, đặc biệt là Phật pháp. Con năm nay 24 tuổi rồi, chắc chưa muộn lắm, mong thầy trả lời giúp con. Quý vị hoàn toàn có thể học bổ túc văn hóa ha. Và sư thì sư cá nhân sư thôi nha, chứ không phải là cái này ở trong kinh tạng. Cá nhân sư thôi thì sư vẫn khuyên là nên có điều kiện thì nên học bổ túc văn hóa xong rồi xuất gia thì nó sẽ thuận tiện hơn. Bởi vì á, thứ nhất là nếu như mình vào chùa rồi mà mình học mới đi học bổ túc á thì sẽ có nhiều bất tiện, ví dụ như là cái chỗ ở nè, cái chỗ học bổ túc và cái ngôi chùa đó có khi là nó không có gần, rồi cái thời khóa sinh hoạt ở chùa nó cũng sẽ trái nghịch với cái thời khóa chúng ta đi học. Cho nên nếu như có thể thì chúng ta vẫn học bổ túc văn hóa ở ngoài, học xong rồi đó thì chúng ta đi tu thì vẫn vẫn được. Còn nếu như mà quý vị thấy rằng đó mạng sống của mình không có nhiều, sống nay chết mai, còn cái chuyện học văn hóa thì không có cũng được, thì trong trường hợp đó thì các sư vẫn cho quý vị xuất gia thôi. Không biết cái việc này thì sư Tuệ Tường có ý kiến gì hay không? Dạ thưa quý vị, đến Thanh Tuệ nói vấn đề này cũng rất là đầy đủ, cho nên chắc sư cũng không bổ sung thêm, và xin đức. Dạ rồi.